À. Em nhìn được màn hình không Linh? Em nhìn được không? Có. Ok. Thằng Huy nhắn tin đúng không? Rồi. Tự học được tiếng Nhật mà. Ôi nhưng mà sao các bạn vào chả ai nói gì ai. Chúng nó còn đang bận đi chơi với người yêu em ạ. Đâu, không có mạng mà. Đâu, chúng nó bận đi chơi với người yêu ấy. À, anh là gì tính của chúng nó? Anh thấy Chắc cũng đã có. toàn những cái thằng trai đẹp ấy, em cứ kiếm đại đại một thằng được. À, ok, bắt đầu nhé. Trắc nghiệm thì có 25 câu. Đấy. Trắc nghiệm thì có 25 câu tự luận nữa. Ok. Nào. À, đề của Thường Tín Hà Nội nhé, thì đề này thì anh nghĩ là chắc là cũng ok thôi nhé, đấy cũng phù hợp với em nha. Bắt đầu này, từ câu 1 nhé, cho tứ diện ABCD này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vẽ phát cái hình nhé. Đây, vẽ phát qua cái hình trước. Thực ra anh cũng muốn gọi là ôn cho mọi người cho nó tử tế một chút đó. À, cho nó có trách nhiệm ấy mà. Điểm Y nhé là trọng tâm của tam giác ABC này. Đấy thì bây giờ mình phải lấy một cái đường trung tuyến trước nhé, sau đó thì mình sẽ chia tỷ lệ ra thì mình mới có được cái trọng tâm đúng không? Đó. Từ đây thì anh sẽ lấy một cái đường trung tuyến nhé. Đó. Rồi, ví dụ bây giờ anh gọi AM đi. Đấy là đường trung tuyến của cái tam giác ABC này. Sau đó mình sẽ cố gắng mình chủ động mình chia ra làm 3 phần này. Đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái điểm Y vào đây. Đó. Như vậy là mình đã có Y nhé. Là trọng tâm của tam giác ABC này. Bây giờ mình cần phải lấy thêm một cái điểm K đúng không? Là trọng tâm của ACD nhé. Thì ACD nó ở bên phải của em này. Đúng không? Đó. Thì chúng ta sẽ nối từ A thì xuống này. Đến cái trung điểm nhé. Đó. Rồi. Anh sẽ gọi thêm điểm một chút. Đây là điểm N chẳng hạn này. Rồi, sau đó thì mình sẽ lại tiếp tục mình chia nhé. Đây. Đó. Ok, thì đây sẽ là điểm K. Rồi, anh lấy xong hai cái con Y và con K là hai con trọng tâm rồi đấy, em có hiểu kịp không? Hiểu kịp Có không? Ok, thế bây giờ mình sẽ nối này. Người ta bảo mình là IK thì song song với đường thẳng nào nhé. Thì bây giờ anh sẽ nối IK lại này. Đây. Đây, em sẽ nối IK lại. Đó, đúng chưa? Thì bây giờ nhé, có thể là bằng trực quan thôi thì anh nghĩ là em có thể cảm nhận được là IK nó có phải song song với con MN này không? Có đúng không? Có đúng không? IK phải song song với MN theo định lý Tales, có đúng không? Chắc không? đúng không? Đấy, thế MN có song song với BD không? MN có song song với BD không? Nó là đường trung bình ý. Đấy, đúng không? Vậy từ đó mình bắt cầu đúng không? Thì mình sẽ có bộ ba song song, đó là con nào? Đó là con IK này, đúng chưa? Con MN đúng không? Và con gì nữa? Và con BD chưa? Đấy, ok, vậy là mình chốt là IK sẽ song song với BD nhá. Như vậy là mình sẽ chọn cho anh là ý C. Được không em? Ok không? Kịp chưa? Có. Ok, rồi xong câu 1 nhá. Câu số 2 này, chu kỳ của hàm số cotan x nhá. Thì cái thằng tan và thằng cotan đúng không? Thì nó đều có cái chu kỳ là gì? Chu kỳ là pi, đúng không? Có quen không? Thì Quen toàn chắc chắn đã dạy này rồi đúng không? Đấy. rồi. Rồi bây giờ mình sang câu số 3 nhé. Cho biết góc KOL nhé. Thì em quan sát này. KOL là cái góc con này thôi này. Em nhìn được K, O và L đây chưa? Đó. Thì góc KOL của mình là bằng 25 độ. Rồi lúc này người ta yêu cầu này. Góc lượng giác alpha thì có số đo là bao nhiêu độ? Nhé. Thì bây giờ em cố gắng em nhìn này. Đây em nhìn này. Đó anh zoom lên một chút. Thì em có thấy là cái góc alpha này này. Em có thấy được cái góc alpha không? Đó. Em nhìn được góc alpha chưa? Em có nhìn được cái mũi tên ở đây không? Có. Thì em thấy cái mũi tên này nó đang quay theo chiều là cùng chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ? Em nhìn về cái hướng của nó đi. Nó đang chỉ là ngược chiều hay cùng chiều? Ngó qua xem nào. Ngược chiều. Đấy, ngược chiều thì có nghĩa là gì? À, có nghĩa là chúng ta đang đi theo chiều chiều dương của thằng lượng giác đúng không? Chuẩn chưa? Đó. Rồi. Ok, thế bây giờ em thử đếm xem là họ đang cho mình quay mấy vòng đây. Nào, điểm đầu nó là cái chỗ con chuột này của anh này, đây nhá.
Đây, điểm đầu có phải nó nằm ở đây không em? Có đúng không? Không. À, đấy, thế thì em nhìn này. Từ điểm đầu mà em đi một vòng này. Đó, ok. Thì đến cái chỗ ngay sang bên cạnh này là được một vòng chưa? Có đúng là một vòng không? Có. À, đến đây là được một vòng nhé, đúng không? Rồi, đi tiếp từ cái chỗ điểm này để em đi tiếp này. Đó, thì em đi sang đến đây là được mấy vòng rồi? Mấy vòng? Mấy vòng? Hai vòng, Hai hai vòng. vòng. Ờ, à, đúng không? Thế thì hai vòng thì em lấy là 2 nhân 360 trước đã. Có đúng không? Rồi, và nó sẽ còn một cái phần rôi rôi nhỏ nhỏ ở đây, có đúng không em? Có đúng không? Đó, Có. thì cái phần rôi rôi này thì chính là cái góc mà người ta cho em đấy. Là góc 25 độ, có đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Người ta cho mình góc Đúng. KOL bằng 25, đúng không? Vậy thì anh sẽ cộng thêm bao nhiêu nữa? Cộng thêm 55. 25. Ok, giờ chúng ta lấy máy tính, chúng ta bấm nhé. Thì em lấy là 2 nhân 360 cộng với lại 25 giúp anh nhé. Rồi, thì kết quả là bằng 745. Ok chưa em? Có kịp không? Kiểu. Ok, rồi, 745. Đó. Trời ơi, nhà các bạn sao lại điên xì thế này? Ok, thôi thì anh cứ quay này, anh cứ nhiệt tình với mọi người, chữa cho mọi người nhé. Rồi, thế bây giờ mình sang câu 4 đấy. Câu 4 em lấy máy tính ra để em rút gọn nhé. Vâng, lấy máy tính ra này. Ok, em đưa máy tính sang radian cho anh nhé. Em bấm shift menu này, chọn mục đơn vị góc này, chọn radian giúp anh mục số 2. Ok chưa? Rồi á. Ok, em nhập đúng cái biểu thức của con m này vào giúp anh nhé. Em nhập vào này. Sin của pi cộng x này. Sin của pi cộng x này. Rồi, trừ cho cos của pi phần 2 này. Rồi, trừ cho x này. Rồi. Ok, cộng với cotan nhé. Cotan thì em sẽ bấm là một phần tan giúp anh nhé. Được chưa? Cotan thì bấm là một phần tan. Rồi, của 2 pi trừ x nhé. Đó. Rồi, đó, xong con cotan rồi. Tiếp tục trừ con tan của này. Tan của 3 pi phần 2 cộng x nhé. Cứ từ từ bấm nhé. Đó. Rồi, ok, chỉ cần chú ý cái cotan thì bấm là một phần tan thôi. Lúc nào bấm xong thì bảo anh. Xong Ừ, rồi bây giờ mình bấm CLC này. CLC thì mình nhập một cái số bất kỳ vào nhé. Đấy, được chưa? Vì bài này người ta không có điều kiện gì của x cả nhé. Thì anh sẽ nhập, ví dụ anh nhập ngày sinh của Bác Hồ đi. Bác Hồ sinh vào ngày 19 thì anh nhập thử số 19 vào nhé. Rồi anh bấm bằng này. Bấm bằng nữa này. Rồi, em có thấy nó ra bằng âm 0,29 không? Có thấy không? không, em ra bằng âm 5,66. Âm 5,66 à? Thế thì em kiểm tra xem máy của mình là radian chưa? Rồi á. Ok, thế kiểm tra lại biểu thức nhé. Sin của pi cộng x này. Bây giờ em bấm mũi tên sang bên phải nhé. Bấm từ từ để kiểm tra này. Sin của pi cộng x này. Rồi, trừ cho cos của pi trên 2 trừ x này. Rồi, cộng cotan thì em có bấm là một phần tan không? Có. Ok. Em cho hai cái ngoặc thì sao? Ok, đấy thì em sửa một chút. Đấy, cho nó đúng. Ra rồi. Ok, nó ra là âm 0,299 rồi cái gì? Rồi. Ok, được rồi, thế bây giờ em bấm một trong bốn cái đáp này nhé. Xem cái nào nó ra bằng là âm 0,299 thì chúng ta sẽ khoanh. Nào, chúng ta thử ý A trước, em bấm vào đây là âm 2. Nhân với cotan thì em bấm là một phần tan giúp anh nhé. Rồi, một phần tan x này, rồi em bấm bằng này. Rồi, có vẻ nó không ra đúng không? Đúng Đúng rồi. không? Ờ, ý này không được thì em bấm tiếp nào. Hai lần sin x xem nào. Hai lần sin x em bấm bằng này. Rồi, ok, em có thấy nó bị thiếu dấu không? Nó bị thiếu dấu trừ, đúng không? Ok, cái con hồi nãy anh nhớ là nó phải có dấu trừ, đúng không? Âm 0,299, như vậy đáp án đúng là ý C nhé. Ok chị ạ? Ok chưa? Ok, đấy, đúng không? Rất là dễ thôi. Rồi, bây giờ mình sang cái câu 5. Câu 5 này nếu như mình nhớ được công thức thì là mình sẽ khoanh luôn nhé. Thì mình xem là người ta hỏi mình là mệnh đề nào là mệnh đề sai. Đấy, mệnh đề nào là mệnh đề sai. Thế thì để anh xem nào. Ừ. Bây giờ nhé, mình check qua một tí này. Rồi, ví dụ như ý C nhé. Cos 2A thì bằng là cos bình trừ sin bình. Cos bình trừ sin bình thì đúng rồi. Cos 2A thì bằng cos bình trừ sin bình thì đúng nhé. Đấy, như vậy ý C này thì là cái mệnh đề đúng rồi này. Ý B xem nào. Sin 2A thì bằng là 2 sin A cos A. Ừ, thì cái ý B này vẫn đúng nhé. Ý B này vẫn đúng. Rồi, ok. Thì ý D xem nào. Cos 2A
thì nó bằng là 1 trừ 2 sin bình A. Cái này cũng đúng nha. Thế cái này cũng đúng. Đấy, cái này cũng đúng. Rồi, ok chưa? Cái này cũng đúng. Em có nhớ cái bộ công thức của mấy cái con sin và con cos này không? Có nhớ bộ công thức không? Có. Nó có cái công thức là sin 2a thì bằng gì nào? Còn nhớ không? Sin 2a thì bằng 2 sin a cos a, đúng không? Công thức này thì chắc chắn đúng này. Được chưa? Công thức này không cần điều kiện bởi vì là sin và cos thì chả bao giờ nó có điều kiện gì cả nhé. Nên mình cứ ưu tiên mình kiểm tra những con sin cos trước, đúng không? Nào, con cos 2a, đấy đã là con cos thì nó cũng chả có điều kiện gì đâu, đúng không? Con cos thì nó sẽ có ba công thức, đúng không? Một là nó bằng gì nào? Nó bằng cos bình trừ sin bình này. Hai nó bằng là gì? Hai cos bình trừ một, đúng không? Và ba nó bằng là 1 trừ 2 cos bình, đúng không? Thế thì con cos này là đúng rồi này. Con cos này cũng đúng rồi này. Đó, vậy thì chắc chắn ý nào sai rồi? Chắc chắn ý nào sai? Ý A sai, đúng không? Ok, ý A sai. Thế bây giờ thử sửa lại cho nó đúng thì em có sửa đâu? Đấy. Sửa lại để cho nó đúng thì có sửa được không? Sửa Đúng thành là một chữ ta. rồi, chính xác. Rồi, 1 trừ tan bình, đúng không? Ok, đấy, vẫn nhớ công thức là được rồi. Tan của tổng hai tầng phân biệt, đúng không? Trên thượng tầng ta cộng hai tan, đúng không? Cộng vào nhau thì nó bằng hai lần tan là đúng rồi. Dưới thượng tầng là ta lấy 1 trừ, đúng không? 1 trừ tích hai tan oai hùng, như vậy là 1 trừ, đúng không? Cái này là dấu trừ, ok. Đấy, thế ổn quá thôi. Đấy, rồi, thế mình sang câu 6 nhé. Cho hình chóp S chấm ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Rồi, chúng ta vẽ hình xem nào. Nào, vẽ hình nha. Hai bạn ao nhóm đấy là bởi vì là các bạn ấy không 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 xin mama đi học được. Đấy, mama vẫn bắt học ở bên trung tâm bên kia. Thế sao đã vào nhóm rồi em? À thì cứ vào thôi, vì cái nhóm anh tạo ra là mục đích chính là không phải là để mọi mọi cái hoạt động trong nhóm nó đều là miễn phí hết mà, em thấy đúng không? Đó. Bài vở các thứ anh cũng gửi cho mọi người miễn phí mà, chia sẻ miễn phí mà, chưa có tiền bao gì đâu. Đó, tính anh cũng thoải mái mà. Đó, S này, ABCD nhá. Rồi, ok. Đó, ok. Đó, có cái tâm là tâm O. Nhóm của thầy Toàn thì là phải để cho thầy, để thầy gửi các cái thông báo. Chứ còn cái nhóm kia thì bởi vì là anh dồn tất cả mấy cái đứa mà anh dạy cả chỗ khác vào nữa ấy, để cho mọi người chữa bài ấy, chữa bài chữa vở cùng nhau để cho nó đấy hơn. Đó. Còn dưới chỗ của thầy Toàn thì để thầy chủ yếu là thầy gửi các cái thông báo, đúng không? Đấy, học phí thì mưa gió các thứ thì để thầy thông báo nhé. Rồi, cho hình chóp S chấm ABCD còn đấy là hình bình hành tâm O, được chưa? Hình thế này chuẩn chưa cô? Xem tiếp nhé. Nào, điểm M nằm ở trên cạnh SA. Đấy, thế thì bây giờ điểm M thì người ta không có khống chế gì, đúng không? Thế thì mình cứ lấy bừa bừa một điểm M vào đây nhé. Rồi, ok. Đó, điểm M nằm ở trên cạnh SA này. Rồi, P là một mặt phẳng chứa OM. Đấy, chứa OM, như vậy là anh sẽ nối cái OM lại nha. Đây. Đấy, là một cái mặt phẳng nó chứa OM, em nhìn được OM chưa? Rồi. Và nó phải song song với AD. Đấy, thì bây giờ em nhìn được cái thằng AD nó ở đằng sau này chưa? Ơi, sao đấy, sao đấy? Không em. Em người. Người đó. Được chưa? Nào, bây giờ em đọc tiếp này. M nằm trên SA nhé, kịp chưa? Có kịp không? Kiếm mà. Rồi. P này, đọc kỹ cái đoạn này một chút nhé. P là một mặt phẳng chứa OM. Đấy, nhưng đồng thời nó lại còn phải song song với cả AD nữa, đúng không? Thì em nhìn này, AD có phải nó ở đằng sau không? Có thấy Có. không? Ok, thế bây giờ chúng ta phải sử dụng cái phép mở rộng song song nhé. Mình sử dụng phép mở rộng song song thì mình bắt đầu mình phát triển cái mặt phẳng P ra này. Bây giờ em nhìn nhé, em có thấy rằng là cái thằng AD này này, cái thằng AD này và cái điểm M này này là nó cùng nằm trong cái mặt phẳng ở đằng sau không? Có thấy không? Là mặt phẳng Không. SAD đấy. Đúng không? Có nhìn thấy không? Đó. Thế do đó là cái nét vẽ đầu tiên nhé. Nét vẽ đầu tiên này thì đi qua điểm M anh sẽ vẽ một cái thằng đi song song với AD luôn nhé. Cái nào làm được thì anh sẽ làm luôn. Đó, như vậy là anh xong được một cái nét đầu tiên rồi đấy. Được chưa? Anh vẽ đến đây em có kịp không? Có kịp không? Anh đánh dấu cái điểm kia nha. Đánh dấu là điểm điểm link nhá. Ok không?
là cao nhá. Được chưa? Ok chưa? Kịp không? Rồi. Ừ, rồi tiếp tục nhá. Có tiếp của anh này. Em có thấy là điểm O và cái thằng AD cùng nằm trong mặt phẳng đáy không? Có thấy không? Điểm O và AD cùng nằm trong mặt đáy, có thấy không? Thấy. Ok, cho nên nét vẽ số 2 này, anh sẽ vẽ qua O một cái đường mà đi song song với AD nhá, được chưa? Thì em sẽ bắt vào hai cái trung điểm của AB và CD giúp anh nha. Đây, em vẽ cái nét vẽ số 2 như thế này này. Đó, lấy qua này. Ok, có vẻ là anh lấy nó hơi lệch một chút, là anh lấy thêm trên này một chút. Đó. Rồi, được nét vẽ số 2 chưa? Ok chưa? Rồi ạ. Ok, rồi, đó. Thế thì bây giờ anh sẽ lấy nốt các cái điểm nhé. Ví dụ anh gọi cái điểm này điểm E đi. Đó, cái điểm ở đây anh sẽ lấy điểm F đi. Ok chưa? Rồi, để cho nó hoàn thiện hình thì anh sẽ nối M với F này và L với E lại, đúng không? Thì cái thằng này thì mình từng học, mình gọi nó là thiết diện đấy. Đúng không? Nối vào đây nhá. Rồi, anh nối nốt L với E này, đét liền này, nhìn thấy mà. Ok chưa em? Ok chưa? Ok. Ừ, đấy thì lúc này em nhìn thấy không? Cái mặt phẳng màu da cam của mình ấy, mặt phẳng màu da cam này này, chính là mặt phẳng P nhé em nhé, được chưa? Mặt phẳng màu da cam ấy chính là mặt phẳng P. Ok không? Có kịp không? Đó, thì cái mặt phẳng màu da cam này này, nó chứa OM chưa? Quan sát nào, chứa OM chưa? Chứa chưa? Chưa. Ừ, chứa rồi đúng không? Thế có song song được với AD không? Có song song với AD không? AD là cái Có nét đằng sau ấy. Có đúng tôi không? chưa nhìn ra. À đây, thế zoom to lên một chút nhá. Đây, em nhìn được mặt màu da cam chưa? Đó là mặt M, F, E, L. Nhìn được mặt đấy không? Có. M, F, E, L nhá. Ờ, thì cái mặt da cam này này là nó chứa OM chưa? Chứa chưa? Chứa rồi đúng Chưa, không? không Ừ. phải. Thế nó có song song với AD không? Có không? À, chắc chắn, bởi vì như thế này thì em này. Bởi vì là cái thằng AD này nó song song với một vài nét nhé. Ví dụ như thằng AD này này, em có thấy AD song song với ML không? Có thấy không? Hoặc là AD có song song với FEA không? Có. Ừ đấy, được chưa? Đó. Thế thì nếu như AD mà song song với ML này, hoặc là AD song song với FEA, được chưa? Thì chứng tỏ là AD sẽ song song với cả cái mặt phẳng màu da cam. Ok không em? Ok không? Vâng. Ok, hiểu được chưa? Hiểu được thế nào là đường nó song song với mặt chưa? Một đường mà muốn song song với một mặt, được chưa? Thì nó phải song song với một cái đường nào đó nhá, nằm ở trong cái mặt. Ok chưa em? Có kịp không? Có kịp không? Ừ, Có. ok, rồi thế bây giờ mình xem cái khẳng định nào là cái khẳng định đúng nhá. Rồi thế thì chốt xem nào. Em tự ngó xem nào. Cái gì đây? SC song song với lại MBD. Nào, SC lại song song với MBD à? SC song song với MBD thì anh chưa thấy có cái cơ sở gì cả nhé, chưa chưa thấy có cơ sở gì cả. Thế xem cái khác xem nào. MO song song với SBC, MO song song với SBC thì anh cũng chưa thấy có cơ sở gì cả. Rồi, thế thì bây giờ mình xem tiếp nhé. Mặt phẳng P là cái mặt phẳng màu da cam ấy nha, mà giao với cái mặt phẳng SAB, SAB, SAB là mặt phẳng bên tay trái em ấy, thì ra cái giao tuyến của mình, ra cái giao tuyến của mình là BM. BM, BM thì không đúng, bởi vì BM nó không nằm ở trên mặt màu da cam em ạ. Em thấy không? Cái nét BM này này thì nó không nằm ở trên cái mặt màu da cam, tức là nó không nằm trên mặt P nhá. Đấy, nó không nằm trên cái mặt P này thì chắc chắn là ý C thì không đúng rồi. Thế thì khả năng cao là ý cuối này thôi, để em xem từ từ xem nào. Mặt phẳng P là mặt phẳng màu da cam đấy. Giao với SAD. Giao với SAD, SAD là mặt phẳng đằng sau em nhá. SAD là mặt phẳng đằng sau này này. Theo giao tuyến là một đường thẳng D nhỏ với D nhỏ đi qua M và song song với BC. Có đúng không em? À, ý cuối này chắc chắn đúng rồi đây này. Đấy, thì anh sẽ viết ra ngoài để cho em dễ hiểu bài hơn nha. Đây, anh sẽ viết ra ngoài này. Thì bây giờ em nhìn này. Mặt phẳng P này, đúng không? Giao với SAD này. Rồi, từ từ nhá, để anh viết chậm chậm này. Nào, em nhìn này. Mặt phẳng P có phải là mặt phẳng màu da cam không em? Từ từ nhìn xem nào. Có Mặt phẳng SAD nó nằm ở đâu? SAD nó đằng nằm ở đâu? sau. Đằng sau, ok. Thế thì mặt phẳng da cam mà giao với cái mặt phẳng đằng sau thì giao giao tuyến chính là đường nào nào? Chính là đường nào? Mặt da cam này giao với mặt đằng sau thì giao tuyến chính là, có nhìn ra được không? Từ từ nhé, từ
Eo. Đâu? Mặt phẳng màu da cam mà giao với cái mặt đằng sau thôi mà. Mặt đằng sau là mặt SAD ấy. Thì giao tuyến chính là thằng nào nào? Không phải SO đâu. Không phải SO nhá. Nhìn lại xem nào. Này em sẽ tìm các cái điểm chung đi. Đó. Nào. Nào em nhìn nhá, em nhìn này. Có phải nó chính là cái thằng ML không? Có phải nó chính là thằng ML không? Em nhìn xem nhá. Điểm M có nằm trên mặt màu da cam không? Có. Thế điểm M có nằm ở trên mặt phẳng đằng sau không? Có không? Có. Đấy, thế điểm L nào? Điểm L cao này này, là có nằm trên mặt da cam không? Có không? Có. Thế có nằm trong mặt phẳng đằng sau luôn không? Mặt phẳng đằng sau Có. là SAD. Đấy, thế xong chưa? Thì có phải nó chính là ML không? Có đúng không? Đó, đúng chưa? Đó, thế ML này là một đường thẳng. Em có thấy nó đi qua M không? Hả? Có không? ML thì tất nhiên là phải đi qua M rồi, đúng không? Đúng chưa? Đó. Và ML thì em có thấy này, em nhìn kỹ nhá. ML này thì nó có song song được với BC không? Nào, từ từ nhìn xem nào. ML có song song được với BC không? Có không? Có đúng không? Đấy, ML thì song song với FEA này. FEA thì lại song song với BC đúng không? Vậy điều này chứng tỏ là ML phải song song với BC rồi. Chuẩn chưa? Vậy ta chọn đáp án cuối nhá. Kịp không? Được Ok, tưởng không kịp nữa thì để cho đi lấy chồng. Hả? Hả? lắm. Hả? Anh đừng sợ nữa. Giảng chậm thế này rồi, chậm thế này rồi không phải vẫn không kịp rồi thôi, không cho đi lấy chồng luôn. Ok. Đấy, thế là 5 năm nay nó có nhiều biến cố nhỉ. Nhiều biến cố phết. Không biết là dạo này cái thư nó học hành thế nào rồi. Vâng, không biết rồi, bởi vì là nó học khác trường rồi, À thế à? nhưng mà nó bảo là học bên đấy hiểu lắm, còn học bên thầy toàn thầy giảng như tiếng Latin nên nó không hiểu. Để dạy tiếng Latin à? Khó quá à? Nghe hơi buồn nhỉ? Vâng. Nghe hơi buồn. Ok. Không nhưng mà thực ra thì cái việc học thì anh nghĩ chắc là bên nào họ cũng xem nhau, vì cái chương trình người ta đã thiết kế ra như thế thì bao năm nó vẫn vậy mà nhá. Đấy. Nhưng mà cũng có thể là thầy Toàn nói nhanh hoặc là anh nói nhanh quá nên là thư nó sợ. Nó học anh nó buồn cười ấy. Thế à? Để chết rồi, cái này toang Nó rồi. không vui vui vẻ. Cái thằng này. Nào xem câu 7 nhá. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? Ok, thì mình sẽ kiểm tra nhá. Còn nhớ bài thơ không? Nhớ cái bài thơ đầu tiên của Lượng Giác không? Cốt đối này, xin bù này, phụ chéo này, khác pi tan cu tan, còn nhớ không? Nhớ không đã? Không nhớ nhưng mà biết ạ. À không nhớ nhưng mà biết đúng không? Ok, thế thì ý A này chắc chắn là sai rồi đúng không? Bởi vì mình thấy là góc trừ A và góc A là hai góc đối nhau chưa? Hai góc đối nhau á, thì chỉ có con nào bằng nhau thôi. Nào, mình có nhớ không? Hai góc mà nó là bằng trừ của nhau ấy, thì chỉ có con cốt là bằng nhau thôi. Có đúng không? Đấy, chỉ con cốt là bằng nhau thôi, còn lại phải bằng trừ của nhau. Ồ, thế thì chắc chắn là ý. Ý C đúng chưa? Có đúng không? Có đúng không đây? Đúng á. Ok, chuẩn chưa? Thế nhỡ mà đi thi mà quên công thức thì phải làm sao? Thì đi lấy chồng à? Thì lấy máy tính ra, bấm như sau này. Kiểm tra máy sang radian cho anh chưa? Sao rồi á? Ok, rồi, sang radian rồi đúng không? Rồi, thế bây giờ bấm thử cái ý C nhá, em bấm cho anh này. Tan của trừ A. Rồi em bấm nhá, tan của trừ A này. Đây là con vế trái nhá. Rồi em chuyển vế phải sang này. Chuyển vế phải sang thì có phải là cộng thành tan A không? Chuyển vế có phải đổi dấu không? Ok, rồi em bấm can vào đây. Ok, em nhập một cái số bất kỳ mà em thích nhé. Được chưa? Em nhập số nào cũng được, em bấm bằng đi. Xem nó có ra bằng không hay không nhé. Nếu như nó ra bằng không thì đó chính là cái đáp án đúng đấy. Ok chưa em? Ok chưa? Ok. Ok, rồi. Ok, nào làm tiếp nhá. Chết rồi. Này hôm nào phải gặp nói chuyện trực tiếp với mẹ thôi.
Thư là nó học vùng cao nhỉ, đúng không? Vâng. À, không biết là bên vùng cao thì cái chương trình của nó Nó cũng thế. không? Thế à? Ừ. Ok. Rồi thôi không sao, mình cứ học từ từ em ạ, mình cứ học từng ít một thì anh nghĩ là đến cuối cùng thì nó cũng sẽ có được những cái thứ gì đó vào trong đầu mình thôi, đúng không? Rồi, thế mình xem tiếp nhé, câu 8 này. Cho hai đường thẳng phân biệt A và B, thấy nét em này. Cho hai đường thẳng phân biệt A và B, tức là A và B nó rời nhau ra nhé, không bao giờ có chuyện trùng nhau đâu. Rồi, và một mặt phẳng alpha. Rồi, em đọc này. Giả sử cái thằng A nhỏ thì song song với mặt phẳng alpha. Ok, vậy em đợi anh một chút, anh vẽ hình luôn nha. Rồi, giả sử cái đường thẳng A nhỏ này song song với mặt phẳng alpha. Vậy thì để anh vẽ nha. Đó, làm mấy cái câu kiểu này thì mình cứ vẽ ra cho nó chắc em ạ. Đấy. Rồi. Ok nhé. Thì đây chính là mặt phẳng alpha này. Em có kịp không? Được chưa? Rồi, thì bây giờ anh sẽ phải vẽ là cái đường thẳng A nhỏ nhá, song song với mặt phẳng alpha, đúng không? Thì bây giờ anh vẽ cái đường thẳng A nhỏ nha. Anh sẽ vẽ nó bay bay ở phía trên này. Đó, bay bay ở phía trên nhá. Em tưởng tượng được không? Thì đây chính là đường thẳng A nhỏ. Em có kịp không? Có kịp không? Có. Ừ, rồi tiếp tục này. Em xem tiếp này. Người ta yêu cầu tiếp này. B nhỏ là một đường thẳng nằm trong mặt phẳng alpha. Ok chưa? Rồi, B nhỏ là một đường thẳng nào đó này, nằm trong mặt phẳng alpha. Ok, để anh lấy cái nét thẳng này. B nhỏ là một cái đường thẳng nào đó này, nằm trong mặt phẳng alpha. Vậy đây chính là cái đường thẳng B nhỏ nhé. Ok chưa? Rồi, thế thì khi đó thì cái khẳng định nào nó sẽ là khẳng định đúng? Đúng chưa? Rồi, thế thì theo em là ý nào nó sẽ đúng? Đó, ở đây nó có bốn cái đáp này. Đó, thì em cứ từ từ em quan sát xem. Đó, xem là ý nào nó sẽ đúng. Nào. Đọc qua xem nào. Cái này là nó phụ thuộc vào cách vẽ anh, cách mà anh vẽ cái con B màu da cam này thôi, đúng không? Nếu như anh vẽ ở trạng thái thứ nhất này này em này, nếu như anh vẽ ở trạng thái thứ nhất thì em có thấy rằng là cái thằng A nhỏ và cái thằng B nhỏ nó ở trạng thái chéo nhau không? Có đúng không? Ok, này có biết chéo nhau là gì không đấy, hay học xong rồi lại quên mất tiêu rồi. Hai đường thẳng được gọi là chéo nhau nếu như chúng nó làm sao nhỉ? Chúng nó không có điểm chung và chúng nó cũng không gì, không song song, đúng không? Đúng chưa? Đó, thì anh vẽ như thế này nhá, là hai cái đường thẳng A nhỏ và B nhỏ là trạng thái chéo nhau đó, đúng chưa? Chéo nhau nhá, giữa chúng nó không có điểm nào chung và chúng nó cũng chẳng song song luôn. Ok không? Đó, thế nhưng mà anh vẽ như sau này. Nếu như anh vẽ B nhỏ như thế này nhá. Đây, anh vẽ như thế này này. Đó, anh vẽ như thế này. Thì lúc này em có thấy là giữa cái thằng A nhỏ và thằng B nhỏ nó ở trạng thái song song chưa? Có thấy không? Song song ngay đúng không? Ok. Thế liệu rằng anh có cái cách vẽ nào? Anh có cái cách vẽ nào để cho A nhỏ và B nhỏ cắt nhau được không? Có không? Có không? Có cách vẽ nào để cho A nhỏ và B nhỏ có thể cắt nhau được không? Có không? Không, đúng không? Không thể nào, đúng chưa? Vậy chắc chắn là đáp án B rồi. Có đúng không? Một là hai con đấy ở trạng thái song song. Hai là hai con đấy ở trạng thái chéo nhau. Ok chưa? Em có kịp không? Kịp không? Chưa. Đấy, đúng không? Đấy, chứ không thể nào vẽ cho nó cắt nhau được, đúng không? Rồi, thế mình sang cái câu số 9 nhé. Nào, với alpha là góc lượng giác tùy ý, thì mình sẽ tính giá trị của cái biểu thức này. Ok chưa? Rồi, nếu như mà mình nhớ công thức ấy, thì là mình sẽ làm bằng công thức. Em còn nhớ công thức không? Nhớ công thức không? Nhớ không? Nếu không nhớ thì anh đọc bài thơ ra để cho nó nhớ nhé. Ok không? Không, anh ghi công thức đi. Công thức á. Đây có công thức này. Sin bằng sin cos cosin. Cos bằng cos cos sin sin dấu trừ. Đấy, thầy Toàn có dạy thế không? Có đúng không? Ok, thế thì con này là con sin đúng không? Sin bằng sin cos cosin. Đấy, thì bây giờ anh sẽ viết từ từ nha. Nào. Sin của a cộng với pi trên 6 này. Đúng chưa? Sin bằng này. Sin cos này. Cos sin này. Đấy, ok chưa? Sin bằng sin cos cosin không nói gì đến chuyện dấu má thì ở giữa chắc chắn là dấu cộng rồi. Đúng chưa? Thế mình thay vào nhá. Nào, sin a này, cos pi trên 6 này. Đúng chưa? Cos a này, sin pi trên 6 này. Đấy, thằng nào đến trước thì muôn đời nó ở trước thôi. A đến trước, đúng không? Thì nó, đấy thì em cho a đứng trước. Pi trên 6 là đằng sau, thì đây em cho pi trên 6 ở đằng sau. Nhá, được chưa? Rồi, thì đến đây thì mình sẽ có như sau nhá. Nào, mấy cái con sin a này này, cái con cos a thì em để nguyên nhé. Được chưa? Sin a em để nguyên này.
Rồi, thế còn cốt pi trên 6 bằng bao nhiêu nhỉ? Nào, cốt pi trên 6 thì đã được bao nhiêu ta? Cốt pi trên 6 thì bằng căn 3 trên 2, có đúng không? Có đúng không? Căn 3 trên 2. Đúng Ok. rồi. Rồi, cốt A thì em giữ nguyên này. Nào, sin của pi trên 6 thì được bao nhiêu? 1/2, đúng không? Đó, rồi, như vậy là mình xem có cái đáp nào để mình khoanh không? Em xem có đáp nào để mình khoanh không? Ok, ý A, đấy, thế là xong. Đó. Thế còn nếu lỡ mà mình quên công thức thì còn nhớ cách bấm không? Nhớ cách bấm không? Hả? Đấy, anh thì anh vẫn sợ, ví dụ như thằng Huy các thứ ấy, là anh sợ lắm, vì căn bản là sợ nó đi học, nó vào học sao nó quên hết sạch công thức thì họ nó không biết công thức cơ. Đấy. Rồi thì bấm như sau nhá, em bấm này, sin của A này, để em bấm cùng anh, sin của A này cộng với pi phần 6 này. Rồi ok, em đóng ngoặc vào nhá, được chưa? Em bấm xong biểu thức chưa? Sin của A cộng với pi phần 6 nhá. Rồi. Rồi ok, em can một cái số em tùy thích. Ví dụ mình cứ thống nhất với nhau là mình can số 5 nhá, được không em? Can số 5 nhá. Rồi, mình bấm bằng này. Bằng nữa này. Rồi, em có thấy nó ra bằng là âm 0,688 không? Đó. Ok, bây giờ em thử bấm đáp án A xem nó có ra bằng âm 0,688 không nhá. Ok, mình sẽ bấm nào. Em bấm căn 3 phần 2 sin A. Rồi, ok chưa? Cộng với 1 phần 2 cos A. Đó. Rồi, sau đó em bấm bằng thôi. Bấm bằng thôi nhé. Bằng. Đó. Có ra không? Con Ok, thế là xong. Được chưa ạ? Rồi, nào sang câu 10 nhé. Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất? Nào, các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất? Ý A, 3 điểm phân biệt này. Ý B, 2 đường thẳng cắt nhau. Ý C, 1 điểm và 1 đường thẳng. Và ý D, 4 điểm phân biệt. Rất là lừa đảo nha. Cái câu số 10 này rất là lừa đảo. Em thử xem nó là ý nào nào. C. Ý C á, ý C là gì đây? Một điểm và một đường thẳng. Ồ, một điểm và một đường thẳng thì là không xác định được một mặt phẳng duy nhất đâu, nó bị thiếu đấy nha. Đáp án đúng ấy, nó phải là ý B này này nhá. Hai đường thẳng cắt nhau thì sẽ xác định được một mặt phẳng nhá. Ok chưa? Đấy. Rồi ok, tí anh sẽ chỉ cho xem tại sao ý C nó lại lỗi nha. Đây, ví dụ bây giờ anh có hai cái đường thẳng cắt nhau, đúng không? Đó, hai cái đường thẳng cắt nhau nhá. Rồi, một đường nó là đường A nhỏ, một đường nó là đường B nhỏ nhé. Thì khi qua hai cái đường cắt nhau này thì em chỉ có thể xác định được một mặt phẳng duy nhất thôi. Đấy, em chỉ xác định được một cái mặt bàn thôi, em tưởng tượng này. Đó, em đang có một cái mặt bàn nhé. Ok chưa? Thì trong cái mặt bàn đấy em đang có hai cái bút mà em đặt cho nó là chẳng phải cắt nhau ấy. Đấy, ok chưa? Đây là một mặt phẳng P duy nhất thôi. Không thể xác định được một cái mặt phẳng thứ hai đâu nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình thử xem ý C nhá. Một điểm và một đường thẳng, đúng không? Một điểm và một đường thẳng ấy thì là không xác định được một mặt. Vì sao? Bởi vì nhỡ cái điểm này này nó lại nằm ở trên cái đường này thì sao? Đúng không? Nhỡ cái điểm mà nằm ở trên cái đường ạ, thì lúc đấy mình không xác định được một mặt đâu. Có cần anh vẽ hình không? Cần. Không ạ. Ok, đấy được chưa? Thế có biết tại sao A nó sai không? Bình thường thì người ta hay cứ nói là qua 3 điểm phân biệt, đúng không? Đấy thì là chắc chắn xác định được một mặt phẳng, đúng không? Đấy. Đúng chưa? Thế nhưng mà kiểu như nhiều khi mình nói nhanh quá, đúng không? Hoặc là mọi người nghe nó cũng không kỹ. Đấy, thì thành ra nó sai. Cái này nó bị thiếu nhá. Qua 3 điểm phân biệt không thẳng hàng. Được chưa? Qua 3 điểm phân biệt này không thẳng hàng thì nó mới xác định được một mặt phẳng nhá. Được chưa? Ý C này, một điểm và một đường thẳng nhá. Nhưng mà em phải nhớ là cái điểm á, cái điểm của em ấy là phải không được thuộc vào cái đường thẳng thì nó mới xác định được một mặt phẳng nhá. Còn 4 điểm phân biệt là thôi xịt lốp rồi. 4 điểm phân biệt thì không bao giờ là xác định được luôn nhá. Trừ khi là người cho trước 4 điểm với đồng phẳng nhá. Chứ còn 4 điểm nó giống như kiểu là cái chân bàn của mình ấy, 4 điểm mà nó sẽ tạo ra cái bàn của mình hay bị cập kênh đấy nhá. Thì không xác định được một mặt đâu. Nên ý này thì chắc chắn là sai luôn nhá. Đấy, thì ý A thì nó bị thiếu, đó là nó bị thiếu là 3 điểm phân biệt này này, nó phải thiếu yếu tố là nó phải không thẳng hàng nhá. Là ý C này, thế này, cái điểm của chúng ta nó phải không nằm trên cái đường thẳng cơ thì nó mới xác định được một mặt phẳng em nhé. Đó, thế còn mình chốt bài này nó chốt ý B nhé. Đó. Ok chị ạ. Ok chưa? Ok. Ok.
Rồi, thế là mình sang tiếp cái chỗ cái câu 11 xem nào. Câu này bấm máy ạ. Ừ, câu này bấm máy. Bấm máy được. Ok, đặt con này bấm máy nhé, em lấy máy tính ra. Em vào cho anh trong menu số 8. Rồi, em nhập biểu thức cho căn bậc 2 của phân số này, trên tử là 1 trừ sin x này. Rồi, dưới mẫu là 1 cộng cos x nhé. 1 cộng cos x. Rồi, ok, mình đã nhập xong biểu thức rồi nhé. Thế thì trong 4 đáp án này thì đáp án nào là ưu tiên cao nhất nào? Ý nào ưu tiên cao? Yeah. Ý A, ý B và ý D là ưu tiên cao bằng nhau đúng không? Ý C là ưu tiên thấp đúng không? Ok, giờ chúng ta sẽ bấm thử từ ý A trước nhé. Em bấm bằng này. Rồi, bắt đầu là pi phần 2 này. Rồi, kết thúc để là 30 nhá. Rồi, bước nhảy em để là 2 pi. Có quen không? Có quen không? Còn Bấm bằng vào. Rồi, em thấy nó ra bằng mấy? Nó ra bằng 0 đúng không? Rồi, tập xác định thì nó phải lỗi cơ nhá. Tập xác định nó phải lỗi cơ, như vậy là ý A thì không được nhá. Rồi, mình sang ý B nào. Mình sang ý B, em bấm nút AC một lần nhé. Rồi, ý B này thì em thấy nó không có lượng dôi ra đúng không? Thì bắt đầu để cho anh là số 0 nhé. Rồi, kết thúc vẫn là 30 và bước nhảy thì nó vẫn là 2 pi thôi. Rồi em bấm bằng đi. Rồi, em có thấy không? Nó ra là 0,7071 đúng không? Đó. Ok, vậy là nó không bị lỗi đúng không? Nó không bị lỗi nhé, được chưa? Đó, như vậy là ý B này là chúng ta cũng sẽ không không bỏ đi đúng không? Đấy, mình sang ý ý D nhé. Ý D nào, mình bấm AC một lần nhé. Rồi, bấm bằng này. Bắt đầu thì để là pi nhé. Bắt đầu là pi này. Kết thúc là 30 và bước nhảy là 2 pi nhé. Em bấm bằng này. Em thấy nó lỗi hết không? Nó có lỗi hết Có. không? Ok, vậy mình chốt được đáp án cuối. Có được không em? Ok chưa? Ok. Ok. Rồi, nào bây giờ mình sang câu 12 nhá. Nào, cho tứ diện ABCD nhé. Cho tứ diện ABCD, gọi P và Q lần lượt là các cái trung điểm của AB và AD. Vậy thì đường thẳng TQ thì song song với cái anh chàng nào đúng không? Rồi, bắt đầu mình vẽ hình nhá. Ui, thật sự luôn là có nhiều phụ huynh cũng ấy phết đấy. Nói chung là cũng cũng áp lực lên con cái nhiều ghê á. Rồi, đánh dấu ở đây nhé. Đây nó là ABCD này. Ok, rồi. P nhá, P là trung điểm của AB này. Đó, thì em lấy cái trung điểm vào nhá, mình tương đối thôi. Rồi, Q là trung điểm của AD nhá. Q là trung điểm của AD này. Rồi, ok. Rồi. Ok. Thế thì bây giờ mình xem nào. Đường thẳng PQ thì song song với cái mặt phẳng nào? Ok, chúng ta sẽ nối P và Q lại nhá. Đây, em sẽ nối P và Q lại này. Đó, em nối P và Q lại. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ xem nhé. PQ thì song song với cái mặt phẳng nào? Ok. Rồi, đó, thử ngó xem nào Linh ơi. PQ thì song song với mặt phẳng nào nào? ABD. A, B, D. À không, PQ thì nó nằm ở trong mặt phẳng ABD rồi. Như vậy là mình đừng chọn ABD nhé. BCD. Đúng rồi, BCD chính xác, vậy chọn đáp án cuối. Chính xác. Rồi, ok. Thì mình giải thích ở đây một chút này. Đó là do, đúng không? PQ này, PQ song song với cả gì?
cả BD đúng không? Cái này nó là đường trung bình đấy, đúng không? Vậy từ đó thì mình khẳng định được ngay là PQ song song với cả BCD. Ok chưa? Ok chưa? Đâu em? Ok, nào bây giờ mình sang câu 13 nhé, chờ anh một chút nhé, em cứ thao tác bằng máy trước nhé. Anh rét một vài cái tin nhắn cái nhé, thì xong bắt đầu anh sẽ lại bấm máy cùng em tiếp. Ok. Rồi, cô 13 em ra đáp chưa? Cô 13 em ra được đáp không? Còn nhớ cách bấm không? Là Linh. Thế nhé, mình đưa máy về menu 1 này, đúng không? Nào em bấm cho anh là tan của A, đúng không? Tan của A nó bằng 1 phần 2, có kịp không? Có kịp không? Alo, alo. Con Mình bấm shift zone này. Shift zone rồi mình bấm bằng nhé. Rồi, nó ra A bằng bao nhiêu thì kệ nó, cái đấy nó cũng không quan trọng đâu. Rồi, có thể của em nó khác của anh nhé, nó không quan trọng đâu. Rồi, thế sau khi nó ra được A rồi, của em nó có ra được A hay không? Thì mình sẽ bấm tiếp là sin của hai lần A nhé, rồi em bấm bằng vào là được. Bấm bằng này. Đó, ra bằng 4 phần 5. Đó, ok chưa? Đáp án đúng sẽ là ý cuối, em bấm thử xem có ra bằng 4 phần 5 không? Alo, nè em đang bật. ở đây bấm thử đi, đây em bấm này, tan của A nhá, rồi đó em cho nó bằng là 1/2 này, rồi sau đó em bấm shift zone nhá, rồi em bấm bằng, thì cái góc A nó ra bằng bao nhiêu thì nó không quan trọng đâu, em bấm bằng thôi, đó, nó ra bằng bao nhiêu thì ra, của em nó ra được chưa? Rồi á. Ok. Em bấm tiếp là sin của hai lần a nhé, rồi em bấm bằng thôi là được, đó thế thôi, bằng đó, nó có ra bằng 4/5 không? Ok, thế là xong được chị ạ. Ok Ok ạ. không? Ok rồi, thế bây giờ mình sang cái câu 14 nhé. Hàm số y bằng sin x thì đồng biến, đồng biến tức là nó là hàm tăng đấy, đúng chưa? Nó là hàm tăng nhé, trên cái khoảng nào, ok chưa? À, nếu như mà mình nhớ được lý thuyết ý, nó rất là tốt. Đấy. Thế còn nếu như mà mình không nhớ được, mà nhất là những cái đáp án ở đây nó cho mình những cái khoảng mà nó xuất hiện cả những cái con âm nữa cơ, đúng không? Thì bây giờ em lấy máy tính ra, em vào cho anh trong menu số 8 nhé. Bấm menu, bấm vào số 8 cho anh này. Ok chưa? Rồi. Ok, em nhập cho anh cái hàm sin x vào đây. Sin x này. Rồi, em đóng ngoặc vào như thế này. Ok chưa? Đó, nhập cho anh hàm sin x vào. Ok không? Ok. Ừ, bây giờ mình Rồi thử thử từ IA nhé. Em bấm bằng đi. Máy tính của em nó có hiển thị G không? ạ. Không. Ok, thế tốt rồi. Thế mình bắt đầu luôn này. Bắt đầu là pi phần 2. Bắt đầu là pi trên 2 này. Rồi, kết thúc thì để cho anh là 3pi trên 2. 3pi trên 2. Được chưa? Rồi, bước nhảy ấy, thì em sẽ để cho anh là pi chia cho 18 nhé. Được chưa?
pi chia 18, ok, viết ra ngoài nha Linh nha, có thể là viết ra một cái nốt nào đấy đi nhé. Được chưa? Cái bước nhảy pi phần 18 này là hay dùng này, pi phần 18 hoặc là pi phần 36 là mình hay dùng trong lượng giác đấy nha. Để bước nhảy cho anh là pi phần 18. Rồi, sau đó bấm bằng nhá. Rồi, bấm bằng tiếp này. Nhìn sang cột tay phải thì em có thấy nó đang bị giảm dần không? Nó đang Không. từ 1 này, nó giảm về 0,9 rồi 0,8 đúng không? Vậy là nó giảm rồi, giảm là không được. Bài này hỏi đồng biến là nó phải tăng cơ. Vì A không được nhá. Vì A này không được này. Được không em? Em có kịp không? Không. Ừ, em bấm nút AC một lần đi, bấm nút AC một lần này. Em bấm bằng này. Rồi, bắt đầu là 0 nhá. Kết thúc là pi này, mình sang ý B nhá. Bắt đầu là 0, kết thúc là pi này. Bước nhảy là pi phần 18 giúp anh. Pi phần 18 rồi em bấm bằng đi. Em bấm bằng nhá. Rồi, bấm bằng tiếp này. Ok, em hãy nhìn sang cái cột tay phải, em xem nó có tăng dần hay không nhá. Em phải xem hết nhá. Nhớ là phải xem hết đấy, cẩn thận không nó lừa này. Đấy, mình bấm từ từ xuống mình xem này. Rồi. Ok, em có thấy nó đến chỗ số 1 rồi nó lại giảm không? Bấm từ từ Có thôi. đó. Đấy. Thế có phải là đoạn đầu nó tăng này, đoạn sau thì nó làm sao để bị nhỉ? Đoạn đầu tăng này, đoạn sau làm sao? Giảm, đúng không? Đúng chưa? Đó, nó tăng đến số 1 thì nó không tăng nữa, nó lại giảm rồi. Như vậy là ý B cũng không được nhé. Ý B này không được. Rồi, thế bây giờ mình sang ý C nhé. Sang ý C này em bấm nút AC một lần đi. Rồi, bắt đầu để cho anh là trừ pi nhé. Bắt đầu là trừ pi này. Rồi, kết thúc là số 0 này. Rồi, bước nhảy là pi phần 18 cho anh nhé. Rồi, sau đó em bấm bằng đi. Bấm bằng này. Rồi, ok. Em có thấy nó đang giảm dần không? Có thấy nó đang giảm dần không? Từ số 0 nhá, giảm về âm 0,1 này, giảm tiếp về âm 0,3, như vậy là càng ngày càng giảm rồi, không được rồi, đúng không? Vậy chắc chắn đáp án đúng là ý nào? Ý cuối này đúng chưa? Ok, đấy. Có kịp không? Gì vậy? Ừ, ok. Rồi, thế bây giờ mình sang cái câu 15 nhá. Ok không? Ok. Ok, rồi sang câu 15 này. Số nghiệm của phương trình cos này bằng 1 trên cái miền này đúng không? Ok, thì anh sẽ hướng dẫn bấm như sau nhé. Cái miền từ trừ 3 pi đến 3 pi ấy, thì cái miền này hơi rộng một chút. Cái miền này hơi rộng một chút. Thực ra bấm thì cũng bấm được thôi, nhưng mà nó hơi rộng thì cái độ chính xác nó không quá là cao. Đấy thì bây thôi bây giờ mình cứ bấm trước nhé, để anh sẽ bấm cho em xem này. Ok, em vào menu số 8 này. Rồi, em sẽ nhập cho anh cái con là cos x. Cos x, rồi, trừ 1 em chuyển vế sang nó thành là cộng 1 giúp anh. Cos x cộng 1, ok chưa? Đúng ạ. Ừ, ok. Cos x cộng 1 nhé. Rồi, em bấm bằng đi. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nhé, mình sẽ dùng một cái chính sách người ta gọi là chia để trị. Ok không? Dùng một chính sách gọi là chia để trị là mình sẽ chia cái vùng từ trừ 3 pi đến 3 pi này thành những cái vùng nhỏ hơn để khi mình tính nó sẽ tăng được cái độ chính xác của mình lên. Ok không em? Ok không? Ok, thế thì bây giờ nhé, em để cho anh này. Và cái vùng đầu tiên nhé, bắt đầu thì để cho anh là từ trừ 3 pi đi. Rồi, bắt đầu là trừ 3 pi này. Rồi, kết thúc là số 0 đi. Rồi, kết thúc là số 0. Rồi, bước nhảy ấy, thì em để cho anh là pi chia cho 18 xem nó có bị tràn không nhé. Pi chia 18 xem nó có tràn không. Nó có bị tràn không? Có Có, là lỗi ok. từ pin. Ok, lỗi phạm vi nó đang bị tràn. Ok, thế thì câu này để anh viết xuống dưới một chút. Thì em hình dung như thế này. Thực ra là câu này giải tay cũng được, giải tay nó cũng nhanh lắm nhé. Giải tay nó cũng nhanh. Hay là anh giải tay nhé, được không? Vì câu này nó Được. hơi bị tràn. Ok, thế thì bây giờ mình có như sau này. Cos của con A nó bằng trừ 1, đúng không? Cos A nó bằng trừ 1. Như vậy là cái này mình sẽ tương đương là ở trên vòng tròn lượng giác ấy, thì cái điểm mà làm cho con cos nó bằng trừ 1 là điểm nào nhỉ? Nào, sin là trục đứng này, cos nó là trục nằm. Mà cos nó bằng âm 1 thì nó chỉ có duy nhất một điểm trên vòng tròn lượng giác thôi, có đúng không? Có đúng không? Đúng rồi. Ok, nó là điểm nào có biết không nhỉ? Em biết không? Nó là điểm nào? Là điểm pi đúng không? Đấy, như vậy là mình sẽ có là A của mình ấy, nó chính là bằng pi cộng với K lần của 2pi, em có kịp không? Có kịp không? Rồi, thế đây bắt đầu mình kẹp khoảng nhá, được chưa? Người ta lập luận này, do A của mình ấy thuộc vào cái khoảng từ đâu? Từ trừ 3pi cho đến đến 3pi, có đúng không? Thế thì cái ngoặc tròn này là không có dấu bằng đâu này. Đấy, thì bắt đầu em viết tương đương này. Tương đương là trừ 3pi nhỏ hơn hẳn A, nhỏ hơn hẳn 3pi. Em có kịp không? Có kịp không? Còn Ừ, như vậy chị mình có tiếp là trừ 3pi này, ok. Nhỏ hơn hẳn pi
cộng với k lần của 2π thì nhỏ hơn hẳn 3π. Có kịp không? Có. Ok, rồi em lược hết pi đi. Em lược hết pi đi thì em có như sau này. Trừ 3 nhỏ hơn 1 cộng với 2k nhỏ hơn 3. Kịp chưa ạ? Có kịp không? Đồng Ừ, kiểu. đưa con 1 sang nào. Đưa con 1 sang cả hai vế thì mình có là âm 4 này, nhỏ hơn 2k này, nhỏ hơn 2. Kịp không? Có. Ok rồi, chia số 2 đi. Chia số 2 để nó sinh ra con k đứng một mình đi. Thì mình sẽ có âm 2 nhỏ hơn k, nhỏ hơn mấy nào? Nhỏ hơn 1. Một. Ok, như vậy k là số nguyên thì em sẽ lấy những con k bằng nào? Em sẽ lấy những cái con k bằng bao nhiêu nào? Nào, k nó bằng âm 1 này, k nó bằng bằng 0, có đúng không? Có phải không? Chỉ có k bằng âm 1 và k bằng 0 là thỏa mãn thôi. Như vậy là có hai giá trị của k, cũng đồng nghĩa với việc là có hai giá trị của góc, đúng không? Vậy em chọn đáp án cuối nhé. Ok không em? Ok không? Kịp không? Ok, Ừ, nào. Câu tiếp theo nhé. Nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình tan x bằng căn 3, đúng không? Thì nó là cái con nào, đúng không? Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành và mình thử đáp nhé. Mình thử đáp, ok. Rồi, mình thử đáp nhé. Rồi, ok. Đây, câu này giải tay cũng được. Câu này giải tay thì nó cũng khá là nhanh đấy. Nhưng mà thử đáp thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Nó dễ hiểu hơn nhé. Rồi, ok. Thì em lấy máy tính này. Rồi, cái này em nó cho sẵn các nghiệm rồi. Nên là em chỉ cần vào menu 1 thôi. Em bấm menu, em bấm số 1 nhé. Em bấm menu, em bấm số 1 này. Ok chưa? Menu số 1 nhé. Em bấm rồi cho anh này. Tan x này, trừ căn 3 này. Rồi, em bấm này. Tan x trừ căn 3. Ok chưa? rồi Ok, rồi, tan x trừ căn 3 nhá. Rồi, bây giờ em bấm cho anh CLC này. CLC. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm vào cái vế đầu tiên. Cái vế đầu tiên là cái vế nghiệm dương nhỏ nhất nhé. Nghiệm dương này. Nhưng mà phải là nghiệm dương nhỏ nhất. Ok, vậy em hãy tập trung vào cả bốn đáp án. Anh sẽ đánh dấu cái phần nghiệm dương cho em xem nhé. Đây này. Đó. Đây này. Rồi. Đây nữa này. Rồi, và đây nữa. Ok, thế bây giờ nhé, em nghe anh hỏi này nhé. Trong bốn cái đáp án A, B, C, D nhé, em chỉ tập trung vào cái phần màu vàng thôi. Được chưa? Cái nghiệm nào chính là cái nghiệm dương nhỏ nhất nào? Nào, mình cứ sắp xếp chúng nó theo thứ tự tăng dần nhé, về mặt giá trị nhé. Thì em có công nhận với anh rằng là pi trên 6 chính là con nhỏ nhất không? có. Pi trên 6 là con nhỏ nhất, đúng không? Đấy, sau đó đến pi trên 3, đúng không? Và cuối cùng là 4pi trên 3, có đúng không? Đấy là anh đang xếp theo thứ tự tăng dần nhé. Đúng chưa ạ? Thế bây giờ mình ưu tiên mình thử á, đúng không? Thì mình phải thử túi A trước nhé. Rồi, em can cho anh pi trên 6 con này. Can cho anh pi trên 6. Bấm CLC nhé, em can thôi. Không phải shift số nhé, mình can thôi, CLC thôi. Pi phần 6 em bấm bằng đi. Nó có ra bằng không không? Có bằng giống anh Nó ra giống anh đúng không? Đấy, như vậy là chứng tỏ là nó không ra bằng không. Thì đây không phải là nghiệm nhá. Vậy là anh bỏ luôn này. Anh bỏ luôn. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ can pi phần 3 vào này. Nào, can pi phần 3 này. Em can pi phần 3 vào giúp anh nhá. Rồi em bấm bằng đi. Em có thấy nó ra bằng không không? Có không? có. Rồi em can tiếp 4pi phần 3 xem có ra bằng không không? 4pi phần 3 này, xem có ra bằng không không? Có không? Có đâu đấy. Ok, xong, được chưa? Như vậy là cái bộ phận màu vàng pi phần 3 này là chúng ta đã kiểm tra xong rồi nhá. Pi phần 3 và 4pi phần 3 nó đều có cơ hội hết, đúng không? Đó, tuy nhiên là ta vẫn phải ưu tiên cho pi phần 3 hơn, đúng không? Vì pi phần 3 nó nhỏ hơn so với 4pi phần 3, có đúng không? Chuẩn chưa? Vâng. Ừ, rồi thì bây giờ mình sang đến cái phần số 2 nhé em này. Phần số 2 là nghiệm gì nào? Nghiệm gì đây? Nghiệm Lớn nhất. âm, nhưng mà lại còn phải lớn nhất đúng không? Thế thì bây giờ em nhìn vào cái phần đằng trước này này. Đây chính là cái phần nghiệm âm đấy. Thế thì mình sẽ sắp xếp cái thứ tự kiểm tra của nó là thứ tự nào đây? Nào, con nào mình sẽ kiểm tra trước? Con nào ưu tiên cao nhất? Con 2π/3. Ừ, đúng, con âm 2pi trên 3, ok, nhất trí ngay. Nào em can vào đi. Em can vào đây. Âm 2pi phần 3 nhé. Âm 2pi phần 3 này. Âm 2pi phần 3. Rồi em bấm bằng đi.
Có ra bằng không không? Can tại âm 2 pi phần 3 có ra bằng không không? Có. Ok, vậy ta chốt đáp án là ý C nhá. Ok không em? Ok Ok. không? Ok, rồi. Thế con muốn giải tay câu này không? Có. À, thế thế giải tay thử nhá. Ok không? Giải tay thử nào. Ok. Cái phương trình này thì nó cũng chưa chưa là nó không quá khó đâu. Bây giờ giải thử nhá. Tan x mà nó bằng căn 3 thì cái này mình sẽ tương đương là tan x nó bằng này. Rồi, ok mình sẽ bấm thử xem là cái anh chàng tan nào mà để cho nó ra nó bằng căn 3 nhá. Ok, rồi, bây giờ mình bấm cho anh như sau này, em bấm cho anh này. Sheet tan. Vẫn phải bấm máy nha anh. À không, cái này chỉ cần bấm để lấy ra xem tan bao nhiêu bằng căn 3 thôi, em bấm đây. Sheet tan của căn 3 giúp anh nhé. Rồi em bấm bằng đi, bằng bao nhiêu? Pi trên ba. Ừ, rồi thì em viết vào đây nó là bằng tan của pi trên 3. Ok không? Được chưa? Thế thì x của em ấy có phải nó chính là bằng pi trên 3 này cộng với k lần pi không? Có đúng không đấy? Có. Ok, k thuộc vào z. Chuẩn chưa? Có chuẩn không? Đó. Thế bây giờ nhé, bây giờ anh bảo này. Nghe nghe anh bảo nhé, nghe anh bảo này. Em có công nhận với anh là cái con pi phần 3 này này. Cái con pi phần 3 này là một con dương rồi không? Pi phần 3 có đúng là con dương không? Ờ, à, đấy, vốn dĩ con pi phần 3 đã là một con dương rồi nhá. Được chưa? Thế thì bây giờ nhá, bây giờ anh chỉ cần chọn k bằng 0 thôi. Anh chỉ cần chọn k bằng 0 thôi thì có phải là cái con x đó, cái con x lúc đấy nó sẽ là bằng pi phần 3 đúng không? Thì nó chính là nghiệm nghiệm dương nhỏ nhất không? Chọn không? Có khó hiểu quá không? Nếu không thì để anh viết toàn bộ các nghiệm ra cho xem này. Thì anh viết các nghiệm trên trục số cho mình xem nhá. Ok không? Đây. Mình chờ anh chút để anh viết trên trục số để mình hiểu rõ ràng cái vấn đề luôn này. Rồi, vẽ cho anh một cái trục số thế này nhá. Ok chưa? Ok không? Số 0 thì rơi vào giữa nhé. Ok, không sao, anh sẽ hướng dẫn thật chậm. Rồi, số 0 rơi vào giữa nhá. Rồi, thế thì nghe anh bảo này. Với k mà bằng 0 á, với k bằng 0 nhá, nhậm nhậm này. Với k bằng 0 thì mình sẽ được nghiệm là bao nhiêu? Nhậm này. Với k bằng 0 thì lúc đấy x bằng bao nhiêu? X bằng với k bằng 0 nha thì x của mình nó phải bằng pi phần 3 chứ, đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Với k bằng 0 đúng không? Thì nó mất cái phần đuôi đằng sau này này thì lúc đấy là x của mình có phải bằng pi phần 3 không? Đúng chưa? Em Ừ đấy nha, thì con x đầu tiên nó chính là con pi phần 3. Rồi. Ok, thế anh hỏi mình tiếp này. Thế với k bằng 1 thì lúc đấy x bằng bao nhiêu? x bằng pi trên ba Cộng nhân thêm cộng cộng thêm cộng k. cộng thêm một lần pi đúng không? Bởi vì là anh chọn k bằng 1 mà. Đúng chưa? Đây nhá. Đây. Vâng. Thế kết quả là bằng bao nhiêu? Pi phần 3 mà cộng thêm pi nữa là bằng bằng bao nhiêu nào? Hai phi. Bằng 4 pi phần 3 đúng không? Đây nhá, thích đây, nếu không tự tin thì cứ lấy máy tính bấm thôi. Đây này, lấy máy tính bấm nhá. Thì em bấm thế này này. Bấm này cho nó dễ này. Pi phần 3, được chưa? Cộng với lại x nhân pi. Đấy, rồi. Đây anh sẽ bấm chậm chậm cho xem này. Thì nếu như k bằng 0 nhá. Nếu như k bằng 0 này. Đó, thì em có thấy nó ra bằng pi phần 3 không? Đúng chưa? Cảm ơn. Ừ, nếu như k bằng 1 này. K bằng 1 này. Thì có phải nó ra bằng 4 pi phần 3 không? Đó. Được chưa? Rồi, nếu như k bằng 2 này thì có phải là bằng 7 pi phần 3 không? Ok Ok. không? Ok. Rồi, thế bây giờ đếm ngược nhé. Đây, anh viết này. Đây là k bằng 0 này. Đây là k bằng 1 này. Đây là k bằng 2 đúng không? Thế thì nếu như k tăng dần là cái góc có phải nó tăng dần không? K tăng dần là con x nó cũng tăng theo, đúng chưa ạ? Đúng không? Ừ, rồi ok, nào thế bây giờ đếm đếm ngược nào, đếm ngược nào. Nãy mình đang đếm từ k bằng 0 nhá, thế đếm ngược về nào. Đếm ngược về thì có phải là sẽ có k bằng âm 1 không? Hả? Vâng. Ừ, nào thế cho âm 1 vào xem nào. Cho âm 1 vào xem được bao nhiêu nào. Bao nhiêu? Em bị chim nào. Ừ, âm 2 pi trên 3 ngay đúng không? Đó, bây giờ mình có đây. Con đề âm chưa? Âm chưa?
Âm chưa? Sợ âm Không. quá nhỉ. Âm 2 pi phần 3 của đúng không? Rồi, thế K bằng 2 xem nào. À, âm 2 xem nào. K bằng âm 2 nhá. Rồi, âm 5 pi phần 3 có kịp không bị? Kịp không? Kỳ vậy. Đấy, ok. K bằng 2 nhá. Thì kết quả của mình là âm 5 pi phần 3. Ok chưa? Thế bây giờ mình nhìn này. Cái nghiệm dương nhỏ nhất là nó phải là cái nghiệm dương mà gần số 0 nhất. Mình nhìn số 0 nằm ở đây chưa? Có thấy số 0 nằm ở đây không? Con À, thế đâu là nghiệm dương nhỏ nhất nào? Đâu là nghiệm dương nhỏ nhất? bình trình ba Đây, đấy, đây là nghiệm dương nhỏ nhất. Thế đâu là nghiệm âm lớn nhất? Nó cũng phải gần số 0, đúng không? nhị hai thứ hai nhân sinh ba Đó là con này, hiểu chưa? Ok, chưa rồi. Này phải gọi là rất là kiên trì. Rồi, bác được chưa? Bác được chưa? lớn rồi. Ok. Rồi, thế là làm tiếp. Có bao nhiêu rồi ta? Rồi, cái sang câu 17 nhé. Trưa nay uống ít thuốc hơn nên là giờ đỡ đỡ bị phê pha hơn rồi em ạ. Sáng nay vừa nói vừa thở luôn, sợ thật đấy. Đấy, mệt Nhưng đấy. mà giọng buổi chiều hôm nay của anh nghe nặng hơn. Anh sắp muốn chết đến nơi rồi. Nào, cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Ok, thôi vẽ qua cái hình bình hành nhé. Mà mệt quá, thật sự. Nào, vẽ cái hình xem nào. Không, nhưng mà thực ra là anh làm việc ấy, là nói chung là anh biết là mọi người học cái môn toán này là nó cũng là một trong những cái môn mà nó khó đấy, chứ không phải là môn dễ đâu. Đấy. Cho nên là mọi người chắc là mọi người cũng Tùy người ấy. cũng 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 sợ cái môn này chứ. Em có sợ cái môn này không? Em sợ. Sợ à? Nhưng mà Em vẫn phải học rất đúng sợ. không? Sợ nhưng vẫn phải học vì nó là một trong những cái môn mà thi đại học nó dính nhiều đúng không? Vâng. Ngành nào khối nào cũng có. Rồi. M là trung điểm của FD này. Rồi, chúng ta sẽ lấy điểm M là trung điểm của FD nhé. Rồi, ok. Y là giao điểm của BM. BM là mặt bằng SAC. Rồi. Y là giao điểm của BM này. Ui, ôi, nó lại mưa Chỗ của em mưa từ nãy rồi. rồi. Bây giờ thì làm sao chúng ta tìm được cái giao điểm giữa BM và SAC đây? Thế thì nếu như là mình không giải được bằng cách thông thường thì chúng ta chuyển sang biện pháp mạnh. Em còn nhớ biện pháp mạnh không? Cái dao mặt phẳng ấy em. Tìm giao giữa đường và mặt này đúng không? Bài toán đây là bài toán tìm giao giữa đường và mặt nhé. Đấy, chúng ta sẽ thực hiện ba bước đúng không? 100% chúng ta thế thì thôi, bài này mình dùng biện pháp mạnh nghe em nhé, thực hiện không nghe? Vâng. Ok rồi đấy. Không ra được thì thôi mình cứ dùng biện pháp mạnh nhé. À, để anh viết ra đây này. Bài toán này người ta đang yêu cầu là mình tìm giao giữa BM giao với cả SAC. Rồi, bước 1 em tìm cho anh một mặt bằng, tìm một mặt bằng mà nó chứa BM. Tìm cho anh một mặt bằng thì nó chứa được BM là được. Nào, em sẽ chọn mặt bằng nào là mặt bằng chứa BM đây. Mặt BMF
BMS, BMS ok, anh đồng ý ngay là mặt BMS. Đấy, cứ phải như thế này, mở rộng đi chị ơi. BMS được mở rộng chính là bạn là anh khi mình làm được đấy. BMS sẽ được mở rộng là BMS được mở rộng ra, mở rộng ra là cái gì? SD. À, đúng rồi, chính là mặt bằng SDD có đúng không? Đấy, đúng rồi, tốt rồi. Rồi, thế là bước 1. Bước 2. Bước 2. Vị sẽ lấy kết quả của bước 1 chính là mặt bằng SBD đấy. Rồi, vị cho nó giao với cái mặt bằng SAC giúp anh. Lấy SBD cho giao với SAC giúp anh này. Việc giao tuyến chính là thằng nào này? Cố lên. SBD. SBD cho giao với SAC. Thì SA. Xem lại đề nghị quý cô xem lại ngay. Kể đi SBD mẹ. nhá. Giao với SAC. Ok. Nào. Là thằng B mà cái Nào, thằng điểm S sao anh kẻ xuống có điểm S là điểm chung chưa? rồi. Rồi, đã. Thì bây giờ em loại trừ điểm S ra luôn đi. Loại trừ điểm S ra. Rồi, bây giờ em còn lại là BD và AC đúng không? Đó, thế thì BD và AC chúng nó có thể cắt nhau tại điểm điểm O đúng chưa? Vâng. Đúng không? Ok chưa? Đó, nó sẽ cắt nhau tại cái điểm O ở đây. Đó, đúng không? Thế thì giao tuyến giữa SAC và SBD có phải nó chính là SO không em? Có đúng không? Nó chính là SO. Rồi, nó chính là SO nhá. Rồi, ok. Như vậy là mình xong cái bước số 2 rồi đấy. Nó bằng SO. Rồi, bây giờ mình sang bước số 3 này. Rồi, em sẽ lấy cho anh là BM giao với SO là được nhá. BM này. Em cho giao với SO là được. Đó, ok chưa? Em nhìn được BM chưa? Là cái nét màu da cam này này. Ok không? Vâng, Cho có. giao với SO. Ok. Em sẽ gọi cho anh nhé. Được chưa? Đó là điểm Y đấy, được chưa? Bài này là yêu cầu là điểm Y. Đây là chính là điểm Y. Rồi, là điểm Y. Rồi, ok. Rồi. Hết rồi. Nào, thế thì người ta hỏi mình về khẳng định nào là đúng. Đấy, như vậy là mình có được điểm Y là xong rồi đấy. Được chưa? Rồi. Đó, ba bước đúng không? Nào, thế bây giờ mình chọn khẳng định đúng nha. Em thử kiểm tra qua xem là cái khẳng định nào sẽ là khẳng định đúng nha. Bây giờ có bốn cái đáp, kiểm tra qua anh xem nào. Ý về B rồi BM thì bằng hai lần của BI á, ý số 2 này á. BM thì bằng hai lần của BI. Ồ, ý này không có vẻ không ổn rồi. Check lại nào, check lại, check lại. Nào check lại. Nào, bây giờ nhá, bây giờ nhìn qua này, em nhìn qua nhá. Anh viết lên trên một chút thì chắc là em mới hiểu được. Em nhìn vào tam giác SBD cho anh. Thì tam giác SBD chưa? rồi à. Rồi thì em có công nhận là trong cái tam giác SBD ấy thì mình sẽ có là BM và SO là hai đường phân tuyến không? Có Thế chúng nó cắt nhau tại đâu này? Cắt nhau tại đâu? gì á. Cắt nhau tại điểm Y còn đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Đúng rồi. BM và SO cắt nhau tại điểm Y. Vậy thì lúc này cái điểm Y có phải là trọng tâm không? Y chính là trọng tâm của tam giác. Đúng không? Mà cái thằng trọng tâm nó có một tính chất quan trọng nhé. Để anh zoom to lên anh thấy nhớ này. Thằng trọng tâm nó phải có một tính chất là nó chia mấy nhỉ? Nó chia mấy thì còn nhớ không? Trọng tâm nó phải chia mấy? Thì là Đúng, đúng chia 3. Bây giờ em đếm phút đi. Vậy đáp án nó phải là cuối. Đúng không? BD nó phải dài gấp đôi IM. Đúng không? BI vâng. phải dài gấp đôi IM. Đáp án cuối. Chuẩn chưa? Chọn Hiểu được bài này chưa? Hiểu được bài này chưa?
Hiểu. nhá. Ok. Nào. Bấm máy tính câu 18 nha. Nào, bấm máy tính câu 18. Bấm máy tính này, bấm từ anh nào. Nào, bấm xem. Sin của hai x bằng với 1 phần 3. Sin của hai x bằng 1 phần 3. Rồi, sau đó em bấm shift zone để em bấm bằng nhé. Để cho nó ra x. Nó ra bằng bao nhiêu cũng được, không quan trọng đâu. Ô, em ra lỗi cú pháp. À, em bấm xin 2x bằng 1 phần 3, sau đó em bấm shift zone nhé. Shift zone thì em bấm bằng nhé. Rồi ạ. Rồi, em bấm thử thức đằng sau đi. Em bấm thử thức đằng sau đi. Sin của x cộng với lại y phần 12. Rồi, nhân với lại cos của x trừ cho pi phần 12. Rồi. Sau đó em bấm bằng nào thì em bấm bằng. Bấm bằng. Rồi, kết quả bằng. Bằng 5 phần 12. Anh một chút nhé. Câu 19 hơi dài, lát em sẽ chữa câu này. Em bấm máy câu 23 trước nhé. Sau đó thì anh sẽ hướng dẫn cái câu phía trên đấy. Anh sẽ qua đấy thì chấm. Vâng. Em không nhớ cách bấm của câu 23 đâu. Tín hiệu là nó ra bằng không ha. Nếu mà làm nghiệm thì nó sẽ ra bằng không đấy. Trong cái bốn cái đáp án này ấy, thì mình sẽ ưu tiên cao nhé. Ưu tiên cao trong cái đáp án B này. Đó, ưu tiên cao đáp án B. Nếu như B không được thì mình sẽ chuyển sang C nhé. C không được nữa thì mình sang A và đi. Đó, nó sẽ bấm thử nhé. Đó, em bấm Là... đây. À, sao Em phải ưu tiên cho C nhé, bởi vì là cái đáp án C nó chứa cả đáp án A đấy. Đó này, đây. Đây chính là cái bộ phận ở trong đáp án A đó, có thấy không? Đó, không? em phải thử nốt cả cái họ còn lại của C luôn. Đó, thử nốt cả cái họ này xem thường là con xin được ra hai trường hợp đấy. Em thử lại xem phải không? Còn nếu như mà họ dưới nó không được á, Họ dưới nó ra âm 1,5. à ok, thì chốt ở nhà rồi. Ok, đi tự tin lên nhé. Một chút này. Nhưng mà trước khi mà vào cái menu 8 ấy ạ, thì cũng phải vào cái gì nữa mà. Trước khi vào menu 8 thì bài này là phải setup cái máy ở bên Radian đúng không? Có chữ R đây chưa? Nhưng mà ngoài ra À, phải tắt gió đi. Tắt gió đi em nhé. Bấm shift menu này. Bấm xuống này. Chọn một bảng giá trị này. Chọn bằng một. Tắt gió đi. đó.
Ok. Bên ngoài họ cũng mập quá em ạ. Anh cũng vừa mới hỏi mọi người xem là như nào như nào. Có vẻ là nước lo nó vẫn khủng khiếp lắm. Nào, hôm nay hai nhá. Cho từ diện ABCD này, cầm chúng ta vẽ hình nhá. Cho từ diện ABCD. Cho từ diện G là trọng tâm của tam giác ACD, G là trọng tâm của ACD nhé, thì ACD là tam giác thứ hai cạnh, chúng ta cần phải lấy điểm G là trọng tâm. Đó. Chúng ta lấy đường trung tuyến em, rồi sau đó trên cái đường trung tuyến này chúng ta sẽ cùng nó chia ra làm ba phần, thì ta sẽ được điểm trọng tâm thôi. Đó, ta sẽ cùng nó chia làm ba phần nhé, rồi từng một chút. Rồi. Điểm G là điểm trọng tâm của tam giác ACD này. Rồi ta cứ gọi tạm thời cái điểm chỗ trung điểm CD là một cái điểm tên nó là điểm gì nhỉ? Điểm khác đi, được chưa? Tí nữa nếu như mà ta cần dùng ta sẽ đổi tên cho nó xong. Tiếp tục này. Giao tuyến của ABG, giao tuyến của ABG và BCD là, rồi ok anh sẽ nhớ vào để nhớ cái mặt bằng ABG nha em nhé. Anh nhớ vào này. Đó, rồi. Bây giờ anh sẽ viết phần đề bài phía dưới để chúng ta thảo luận nhé. Thì mình sẽ có là ABG này. Rồi, bài này yêu cầu giao với cả ACD, à với cả BCD. Rồi, giao tuyến của nó là thế nào? Anh vừa đi theo dõi xong mưa to quá em ạ, mưa to quá. Anh đang nói đi. Ok, đâu rồi nhỉ? À, mình đang ở vị trí số 22 ấy. Rồi, chúng ta cần phải tìm giao giữa ABG và BCD nhé. Giao giữa ABG và BCD. Em có nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái điểm chung chính là cái điểm B nhỏ này không? Đúng không? Vâng. Ok, chúng ta có một cái điểm chung trên điểm B nhỏ rồi, được chưa? Đó, chắc chắn là có điểm chung điểm B rồi. Bây giờ chúng ta cần phải xử lý thêm một cái giao điểm nữa. Nào, 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 bây giờ mình tập mình rộng ra nha, tập mình rộng ra nào. ABG nếu như mình nhìn rộng ra thì nó là mặt nào nào? Mặt nào, nào? A, AB AB ABG AB đúng rồi, nó phải là ABH. Thế bây giờ anh hỏi chị nhá, ABH mà giao với BCD thì được giao tuyến chính là thằng nào này? ABH nhé. Đấy. Mà giao với BCD là đáy đấy, giao tuyến của vị trí là thằng nào? ABH mà giao với BCD thì giao tuyến của vị trí là ở kia cái thằng dưới điểm G B. đó chính là thằng là chúng ta đây không, đó chính là BH, có phải không, có phải không? Đúng không? Đấy, đấy chính là cái thằng BH đấy luôn, đúng chưa, đúng không? Đó, thế thì điểm H nó phải là trung điểm của CD, H phải là trung điểm của CD, vậy thì bài này em chọn cho anh cuối đây nhá. Đó, đó chính là thằng BM, với M là trung điểm của CD nhé, thì cái điểm H này đóng vai trò chính là điểm M đấy. Ok không em? Ok chưa? Rồi. Ok, đó, mình là xong câu 22 nhá. Rồi, ôi thôi chết tôi nói, tôi quên chụp cái màn hình tên lửa vào trong nhóm từ sáng nay rồi. À đâu, sáng nay chụp đủ rồi đúng không? Đủ rồi. Vâng. Câu 21 nhá. Tìm hàm số chẵn trong những cái hàm số sau. Nào, trong bốn cái con này thì con nào là con chẵn? Có khó không? Nhìn thấy đây có khó Không. không? Đó. Rồi, thì anh nhắc lại một chút nhé. Thế nào được gọi là hàm số
chẵn đúng không? Rồi, thì hàm số chẵn mình nhớ ra nhỉ, hàm số chẵn là cái hàm số ấy nhé, hàm số chẵn này này là hàm số bằng fx bằng f của trừ x chưa nhỉ ơi. Ok không? Đó, thì bây giờ anh hướng dẫn kiểm tra nhá. Được không? Anh hướng dẫn Vâng. kiểm tra làm chẵn. Ok, lấy máy tính ra. Lấy máy tính ra. Rồi. Bấm cho anh này, shift menu này. Shift menu, bấm mũi tên xuống 2 lần. Chọn là mục bảng giá trị. Chọn là dòng số 2. Dòng số 2. Ok chưa? Rồi ạ. Rồi, menu 8 nào. Menu 8. Rồi. Ok. Bây giờ ở trong ý A nó là kiểm tra ý A trước này. Thì bấm cho anh sau này. Xin x với cô x thì cứ bấm cái hàng người ta cho luôn. Xin x này. Nhân cô x này. Đó. Rồi. Thì bấm xong cái hàng người ta cho chưa? Rồi á. Rồi. Đúng băng này. Đúng băng. Nó hiển thị vào x thế này đúng không? Vâng. Ok. Thì bây giờ nhà anh dạng này. Cứ chỗ nào có x nhá. Mình sẽ đổi thành trừ x. Được chưa? Cứ chỗ nào có x này thì mình đổi thành trừ x. Nhưng mà bị phải cho vào trong khoảng tròn anh nhé. Rồi, gợi ích bấm xem như sau này. Sin của trừ x. Đó, thấy chưa? Sin của trừ x nha. Nhân cos của trừ x. Rồi, ok chưa? Sin của trừ x nhân cos của trừ x. Nhá. Rồi, sau đó mình bấm bằng này. Bấm bằng. Rồi, bắt đầu ấy thì mình nhập cho anh là từ âm 5. Kết thúc là bằng 5. Bất kể là bằng 1. Rồi, thì bấm bằng luôn nhá. Rồi, bằng luôn này. Luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn sang hai cái cột ở bên tay phải này. Nhìn sang hai cái cột bên tay phải. Bị mà nhìn thấy giá trị của hai cái cột này này mà nó giống nhau y xì đúc. Nó giống nhau y xì đúc thì nó là hàm chẵn nhá. Giống nhau y đúc thì nó là hàm chẵn. Mà một bên là có dấu trừ và một bên không có thì nó là hàm lẻ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ. Ok, đấy nhá. Như vậy là trong bài này á thì cái hàm này là hàm lẻ nhé, bởi vì là một bên này, một bên là có dấu trừ này, một bên là không có này, thì có thấy không? Đó, bên phải là có dấu trừ, bên trái là không có nhé. Như vậy là cái hàm ở trong ga là hàm lẻ đấy nhé, hàm lẻ. Rồi, cái này không được. Bây giờ mình sang cái B nhé, bấm nút ACE một cái cho anh 2 lần nhé. AC này, AC này. Rồi, bây giờ mình nhập cái B vào này, mình bấm này, sin x này, bình phương này, kịp chưa? Em có kịp không? Rồi em bấm bằng này. Sang con tiếp theo nhé. Thì em bấm nút AC này một cái này. Rồi em bấm sang là sin của trừ x này. Rồi đóng vào vào bình này. Sin của trừ x vào bình này. Ok chưa? Em bấm như thế. Rồi sau em bấm bằng tiếp này. Bắt đầu vẫn là trừ 5, kết thúc bằng 5, bất kể bằng 1 nhé. Em bấm bằng tiếp này. Bằng tiếp này. Em có thấy là giá trị của cả hai cột nó đều giống nhau không? Hai cột này Đúng không? giống nhau thì nó chính là hàm chẵn nhé. Giống nhau Vâng. là hàm chẵn, ở trừ của nhau đó là hàm lẻ, được chưa? Rồi để ta chọn hàm ý B. Ok không em? Có gì không? Có. Ừ, đấy thế thôi, có khó quá không? Không. Ok đấy nhé, đấy là cách để kiểm tra hàm chẵn đúng không? Rồi thế là mình sang câu 20 nhé. Ok chưa? Có hiểu cách bấm không? Hiểu ạ. Ok, rồi bây giờ mình sang cái câu 20 nhé. Cho hình chóp có đáy là hình hành. Ok, tôi từ anh vẽ cái câu này xuống dưới đi. Chỗ này bây giờ nó hết giấy rồi. Anh vẽ xuống dưới cái đã. Nhưng mà cái câu ở bên trên em Ừ. thì của công thức thì có làm đâu mà. Thuộc công thức thì có chứ. Đã là thuộc công thức thì chắc chắn là phải làm được rồi. Thật ra nó phải giải ra không ạ? À, cái câu này nếu như em muốn giải ra ấy, thì em sẽ viết như thế này này. Anh em. Đây, em muốn giải giải tay câu 21 cái gì? Vâng. Câu này để giải tay thì phải giải như sau nhá, nó hơi vất vả đấy. Rồi, để anh hướng dẫn. Xét hàm số y bằng sin bình phương x, được chưa? Rồi, dấu cộng đầu tiên tập xác định là d của con này bằng r. Tập xác định là d bằng r, đúng không? Hàm sin thì lúc nào nó cũng xác định mà. Nên tập xác định có tính chất đối xứng, có tính chất đối xứng. Rồi
nha, đối cộng đầu tiên xong rồi, đối cộng số 2 nhá. Rồi thì ta có nhé, y tại x thì nó chính là bằng sin bình của x đúng không, đề người ta cho đấy, y thì nó chính là bằng sin bình x đúng không, đúng không? Rồi bây giờ em sẽ tính theo là y tại trừ x nhé, y tại trừ x ấy, thì nó chính là bằng sin bình tác động vào trừ x, em có tin không? Ừ, rồi con này bắt đầu biến đổi như sau nha, thì con này nó chính là bằng sin của trừ x, sin của trừ x tất cả bình, được chưa? Có tìm không đã? Anh viết thật chậm, anh viết thật chậm. Sin của trừ x tất cả bình. Nào, thế bây giờ dùng công thức cốt nối này, dùng công thức cốt nối thì chỉ có con cốt nó mới bằng nhau thôi, còn con sin nó phải bằng gì cơ? Nó phải bằng trừ của nhau đúng không? Như vậy là con này nó sẽ là bằng trừ của sin x tất cả bình. Anh biết như này có kịp không? Có Có kịp đúng không? Đúng rồi. Ok, rồi, thế bây giờ bình phương lên thì nó có mất dấu trừ không nha? Bình phương lên có mất dấu trừ không? mất rồi. Rồi, như vậy nó chính là bằng gì luôn? Nó chính là bằng sin x tất Xin cả bình, đúng mình. không? Ok, lên kết luận thôi. Rồi, vậy là gì nào? Y tác động vào x thì nó bằng là y tác động vào trừ x, đúng không? Nên, y bằng sin bình phương của x là hàm số gì nào? Chẵn. Ok không em? Ok chưa? Đó, thì đấy là cái cách để chúng viết một cái hàm chẵn nhé. Được chưa nào? Chẵn trơn thế này. Á, làm sao nữa? À, ok, rồi. Đó, mát được không? Mát được không? À. Được. Ok. Sao anh quay lại video hết đi mà. Thì đấy cũng như hỏi anh nhé. Rồi, thế là mình sang câu 20 này. Rồi, để anh lên chụp bật mấy câu 20 để mình sẽ tiếp nha. À. Cho hình chóp con đấy là hình bình hành. Rồi, ok, mình thử qua đây nhé. Đây là S này, A, B, C, D này. Còn đấy là hình bình hành. M là trung điểm của A, B này. Rồi, N là trung điểm của C, D này. G là trọng tâm của tam giác SAD. Như vậy là tam giác SAD là tam giác đằng sau ấy. Chúng ta cần phải lấy đường trung tuyến. Sau đó chúng ta chia ba ra thì nó mới ra được trọng tâm này. Rồi, ok, anh đang lấy một cái con trung điểm đấy. Rồi, sau đó anh sẽ cố gắng anh chia ba nhé. Rồi, chia ba ra này. Rồi, chúng ta có đây là điểm G. Đó, G là trọng tâm của tam giác SAD, là tam giác ở đằng sau á. Rồi, giao tuyến của mặt phẳng GMN và SAD là con nào? GMN và SAD. Oh, con này sáng nay mình học nè. Nhưng mà ai đó còn nhớ hay không? Đây, GMN này. Rồi, em nhìn được mặt phẳng màu da cam là mặt phẳng GMN chưa? Em nhìn được không? Được đấy. Ừ, ok. Ok, nào em thử giải qua này này, cái anh rất quan trọng là cái nào, giao tuyến của GMN và SAD nào.
Ok, nào, GMR và S A đi. Ok. Con này nó rơi vào một cái trường hợp cũng khá là hi hữu này này. Đấy, nhưng mà không biết là em còn nhớ không. Nào, GMN và S A đi nhé. Nào, nó rơi vào một trường hợp khá là hi hữu đấy mình. Giao tiền á, AG Giao tuyến, ừ, giao tuyến. Nào, không phải là A rồi đâu. Nào để ý cho anh này, để ý cho anh nhé. Nhìn này, Mỹ có thấy là MN bị gì nhé, MN này rồi với AD là hai cái thằng đang song song với nhau không? Mỹ có nhận ra điều đấy không? không ạ. Ok đấy nhá, thế thì cứ khi mà mình gặp nhá, mình gặp hai cái mặt phẳng á mà nó có một bộ cặp song song thì chuyện gì xảy ra? Mỹ có nhớ cái chuyện này không? Nào, nếu như MN này này đấy, mà nó lại song song với con AD nhá, được chưa? Thì lúc này giao tuyến giữa GMN và SAD Ở là cái trên thằng, ạ. ừ đúng đúng, Ê, nó sẽ nằm ở qua trên, nó là một cái đường thẳng đi qua điểm nào? Era. Đâu, đi qua điểm G. Nó là đường thẳng đi qua điểm G, nó phải đi qua điểm chung chứ, đúng chưa? Có đúng không, có đúng không, hay lại quên mất tiêu rồi. Đây này, điểm chung là Đúng, điểm đúng. G. Ờ đấy, nó phải là đường thẳng đi qua điểm G này nhá. Ok không? Đó. Đúng không? Đó. Đó là đường thẳng đi qua G nhá, và song song với cả BC, đúng không? Nhất trí chưa? Đó, thì cái giao tuyến của mình chính là XGI đấy, có nhớ cái bài này không? Ok Nhớ rồi. ok. Ok, xong. Đấy là xong câu 20. Được chưa? Nhớ nhớ lại được bài này rồi gì? Vâng. Đấy, ừ, bị thi mà sai là chết tôi đấy. À, mẹ lại đến, mẹ hỏi là ai là người dạy hình? Mẹ hỏi. À, chết thật. À, để vớ ra, ông thầy nhìn trẻ hơn cả con mình. Toàn thật. Nào ok, nào xem câu 19 nào. Một chất điểm chuyển động theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nhé em nhé. À, tức là nó đi đi ngược chiều kim đồng hồ đấy, xoay ngược này. Rồi, trên một đường tròn có bán kính bằng 5 cm. Rồi, khoảng cách H từ chất điểm đến trục ngoành. Rồi, được tính bằng là H thì bằng trị đối của Y. Đây này em nhìn này. À, tức là cái điểm của mình anh gọi nó điểm M nhé. Ok không? Đó, thì em thấy rằng là cái điểm M của mình này này, điểm M của mình nó chạy theo chiều ngược kim đồng hồ, tức là nó chạy theo cái chiều thế này nhé mình nhá. Đó, nó chạy theo cái chiều như thế, ngược kim đồng hồ, chạy trên một đường tròn có cái tâm là O. Được không? Điểm M này chạy vòng tròn này, chạy trên cái đường tròn có tâm là O này. Bán kính bằng mấy? Bán kính bằng 5. Ok không em? Em có kịp không? Ok đấy, bán kính bằng 5 nhá. Rồi, thế thì 5 của mình có phải là cái đoạn này không? Ok không? Không mà. Ừ, rồi ok. Nó yêu cầu em tính này, khoảng cách từ đâu nào, từ điểm M đến trục hoành, được chưa? Khoảng cách từ M đến trục hoành là trục nào em nhỉ? Trục hoành là trục nào? Trục hoành là trục Đúng. là trục OX này này, được chưa? Đấy, trục OX này người ta gọi là trục hoành nhá, được chưa? Đó nha. Thì khoảng cách từ điểm M nó nằm ở chỗ con chuột của anh này, đến trục hoành có phải là cái đoạn MH này không? Có đúng là cái đoạn HH này không? Đúng chưa? Có. Rồi thì được cho bởi cái công thức là Y bằng 5 sin pi trên 5 t, với t là thời gian chuyển động,
của chất điểm tính bằng giây. Rồi, ok. Và chất điểm này bắt đầu chuyển động từ vị trí A, tức là chất điểm nó bắt đầu đi đi từ cái chỗ này này, chỗ con chuột của anh này. Chất điểm bắt đầu đi từ A nhá, được chưa? Rồi sau đó nó đi ngược, nó từ từ nó leo lên này. Đó, ok chưa? Đi hình dung không? Để anh đánh dấu một chút nhé. Chất điểm của mình nó đi từ cái chỗ này này. Đây là vị trí xuất phát này. Được chưa? Đây chính là vị trí xuất phát nhá. Sau đó nó từ từ nó leo ngược lên. Nó đi ngược lên này. Đó, đi ngược chiều kim đồng hồ, nó đi leo lên trên trời. Đúng chưa? Rồi. Ok. Và người ta yêu cầu này, khi t bằng 5 phần 6 giây thì khoảng cách h nó bằng bao nhiêu? Đấy, ok. Đấy thì đề bài nó rất là dài đúng không? Đề bài nó rất là dài. Nhưng mà em nhìn này, em nhìn nhé. Em nhìn này. Người ta yêu cầu em tính cái gì nào? Người ta yêu cầu em tính cái gì? Em chỉ cần đọc qua phần yêu cầu thôi để em làm luôn này. Người ta yêu cầu, à đúng rồi, tính khoảng cách h đúng không? Đấy, tính khoảng cách h. Em nhìn lên trên này. H thì người ta cho em bởi công thức nào? Đây em nhìn lên đây. H thì bằng gì? Bằng trị tuyệt đối của y, đúng không? Anh viết ra nhá. H này thì nó bằng là trị tuyệt đối của y, em có kịp không? Con Thế y thì lại bằng cái gì? Thì em lại nhìn tiếp. Y thì nó lại bằng cái gì đây? Y thì lại năm bằng, à đấy, lại bằng 5 lần sin của cái con kia đúng không? Đấy, lại bằng trị tuyệt đối này, trị đối này mình giữ nguyên nhá. Y thì là bằng 5 lần sin này, đúng không? Của pi trên 5 này nhân với t đúng không? Nhưng mà bài này cho t bằng mấy nào? T bằng mấy? T bằng 5 phần 6, đúng chưa? Vậy em có phải thay vào đây là 5 phần 6 không? Có đúng không? vâng. Ok, xong rồi đấy. Bây giờ mình bấm máy tính cái biểu thức này thôi. Em bấm menu, em bấm số 1. Rồi, menu em bấm số 1. Rồi em bấm là Shift ABS để em gọi con chị đối ra. Shift ABS. Rồi, em bấm vào đây cho anh là 5 lần sin của 5 lần sin của pi phần 5 này nhân với lại 5 phần 6 này. Rồi, em đóng ngoặc vào như thế này. Nhé. Ship mở ngoặc thì nó gọi ra con trị đối, em có bấm ra con trị đối không? Rồi em bấm bằng nhé. Đấy, đến khi em được xong biểu thức thì em bấm bằng đi. Kết quả là bằng bao nhiêu? À, 5 phần 2, em có ra bằng 5 phần 2 không? Ok, em bấm nút đổi đi. Nó ra bằng 2,5 đúng không? 2,5. Như vậy là ta chọn đáp án đúng là ý C nhé. Ok chưa? Thế rồi em. Đúng, thế thôi. Đấy, đề bài thì nó cho rất là vòng toàn vàng đúng không? Nhưng mà em chỉ cần tập trung vào những cái thứ mà anh khoanh tròn thôi là em có thể giải được nó. Ok chưa? Hiểu bài này chưa? Rồi. Ok, đấy. Như vậy là lại hết một cái trang nữa rồi. Chắc là nay mình sẽ học đến đây nhá. Đấy, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Xong thì thời gian tiếp mình lại làm tiếp nhá. Ok không? Vì là sang cái trang tiếp theo là nó động đến dãy số rồi. Ok không? Động đến dãy số rồi. Dãy số thì thầy toàn chưa dạy nhá. Ok Vâng. không? Ok. Có thế giờ là em làm gì?